có những băn khoăn thắc mắc như trên thì đừng bỏ qua video này nhé. Video này thì mình sẽ so sánh hai kỳ thi TOEIC và IELTS và cụ thể là kỹ năng speaking. Và mình là Ruby đến từ Miss Hoa TOEIC. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên thì bài thi speaking của cả TOEIC và IELTS thì nó có một điểm chung, đó là nó đều đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của mọi người và thông qua hình thức, đó là hình thức nói. Tuy nhiên thì nó có những cái điểm khác nhau. Cái điểm khác biệt đầu tiên ấy, đó là về hình thức thi. Thì với bài thi TOEIC thì các bạn sẽ thi trên máy đó. Và câu trả lời của các bạn thì sẽ được thu âm lại và câu hỏi thì tự động chuyển. Còn với bài thi IELTS thì các bạn sẽ thi với giáo viên bản ngữ, giám khảo bản ngữ. Và giám khảo sẽ là người đặt câu hỏi và câu trả lời của các bạn thì sẽ được thu âm lại. Và điểm khác biệt số 2 đó là về cấu trúc bài thi. Thì đầu tiên là với bài thi TOEIC, nó sẽ có là 5 phần được chia ra là 11 câu hỏi và diễn ra trong vòng tầm 20 phút. Thì nó sẽ có các phần. Phần thứ nhất đó là read a text aloud, đó là đọc thành tiếng một đoạn văn cho trước. Thứ hai đó là describe a picture, mô tả một bức tranh. Respond to questions, trả lời câu hỏi. Respond to question using information provided, trả lời câu hỏi mà dựa vào những cái thông tin cho trước. Và cuối cùng là express an opinion, đó là bày tỏ một quan điểm cá nhân. Về cấu trúc bài thi của kỳ thi IELTS thì nó sẽ bao gồm có 3 phần và trong khoảng thời lượng là từ 10 đến 15 phút. Thì với phần đầu tiên nó sẽ là introduction and interview, là các bạn sẽ được hỏi về những cái chủ đề chung, ví dụ như là về quê hương này, về gia đình hay là về sở thích cá nhân. Đó. Phần thứ hai sẽ là individual long term, là giám khảo sẽ đưa cho các bạn một chủ đề nhất định và các bạn sẽ phải nói về cái chủ đề đó và sẽ có những cái gợi ý cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng phát triển ý hơn. Và cuối cùng là phần 3 thì giám khảo sẽ hỏi các bạn những cái câu hỏi mà nó liên quan đến những cái vấn đề mà các bạn đã trình bày ở phần 2. Về tiêu chí đánh giá thì tất nhiên rồi, với bài thi speaking thì cả TOEIC hay là IELTS thì các bạn sẽ được đánh giá về khả năng phát âm của mọi người này, rồi khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã đúng hay chưa, đã linh hoạt hay chưa. Còn với bài thi TOEIC thì họ sẽ đề cao cái việc mà câu trả lời của các bạn phải đi thẳng vào trọng tâm và trong một khoảng thời gian xác định thôi, và có tính nhất quán trong cả cái bài nói đó. Còn với bài thi IELTS thì họ không quá chú trọng vào việc là cái thông tin đấy nó có đúng sự thật hay không, mà họ sẽ chú trọng hơn vào việc là bạn trình bày cái ý tưởng đó một cách mạch lạc và trôi chảy. Điểm khác biệt tiếp theo thì đó là về thang điểm. Với TOEIC thì thang điểm của speaking nó sẽ là 200, còn với IELTS thì sẽ là 9.0. Vậy thì cuối cùng đối tượng nào thì sẽ phù hợp với kỳ thi TOEIC và đối tượng nào thì sẽ phù hợp với kỳ thi IELTS? Thì đầu tiên là với kỳ thi TOEIC thì những bạn mà đang tiếp xúc hoặc là đang chuẩn bị bước vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp, môi trường làm việc chuẩn quốc tế thì những bạn đó sẽ phù hợp với kỳ thi TOEIC hơn. Còn những bạn nào mà có ý định theo đuổi việc học, ví dụ học đại học này hoặc là học sau đại học này, hay là có ý định định cư tại nước ngoài, thì những bạn đó nên thi kỳ thi IELTS. Và đó là video của ngày hôm nay, và hy vọng là sau video này thì các bạn sẽ có những cái nhìn cụ thể chi tiết hơn về bài thi speaking của cả TOEIC và IELTS, và hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được kỳ thi phù hợp với mục đích của bản thân mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. See ya. Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.